Kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh, dịch COVID-19 diễn ra khiến cho học sinh phải nghỉ học dài ngày. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở, trường mầm non phải lùi lại, chờ cho đến khi hết dịch học sinh mới quay trở lại trường học. Vì tâm lý của trẻ mầm non rất chóng nhớ nhưng lại mau quên. Trẻ còn nhỏ nên ý thức tự giác của trẻ chưa cao. Chính vì vậy, cô giáo, cha mẹ trẻ cần quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà. Để trẻ có một sức khỏe tốt, phòng chống dịch bệnh, hôm nay cô giáo Ngô Thị Lan, trường mầm non Quế Nham sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh về một số biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhà. Các bậc phụ huynh thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhà như sau. Phụ huynh rèn cho con, cha mẹ rèn cho con có nền nếp thói quen sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, đúng giờ, ăn đủ chất, ăn các loại thực phẩm đã được nấu chín, uống nước đun sôi, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Nó nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn và xà phòng diệt khuẩn, và rèn luyện trẻ có thói quen tập luyện thường xuyên như là tập thể dục buổi sáng, tắm nắng để hấp thụ vitamin D và xúc miệng vào buổi tối, buổi sáng bằng nước muối pha loãng. Phụ huynh nhắc nhở trẻ không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, hạn chế tiếp xúc với những người bị ho, sốt, che miệng và dùng khăn giấy hoặc tay áo để che miệng khi ho, hắt hơi. Khăn giấy sau khi sử dụng xong cần vứt bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch. Ở những nơi đông người thì không khạc nhổ bừa bãi, hạn chế tiếp xúc gần với những động vật nuôi và động vật hoang dã. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ môi trường sống xung quanh, là giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ ấm cơ thể và hạn chế cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với những nơi tập trung đông người. Đặc biệt là cho trẻ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Sử dụng khẩu trang đúng cách, khẩu trang phải che kín miệng khi sử dụng. Đối với những loại khẩu trang sử dụng một lần, sau khi sử dụng xong cần vứt bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch. Nếu trẻ có các biểu hiện nhiễm đường hô hấp trên như là ho, sốt, chảy mũi hoặc nghi ngờ trẻ tiếp xúc với những người có mắc bệnh COVID-19 thì phụ huynh cần thực hiện tốt khai báo y tế và các biện pháp cách ly cho trẻ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người thân, giữ khoảng cách tiếp xúc là 2 mét. Nếu phụ huynh thấy trẻ ho, khó thở và sốt cần điện thoại ngay đến đường dây nóng theo số điện thoại 0240 3852 717 để được hướng dẫn kịp thời, và tuyệt đối không tự ý đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Phụ huynh thực hiện quản lý, chăm sóc và theo dõi trẻ chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, phòng tránh các tai nạn thương tích và hạn chế cho trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin điện tử như là TV, máy tính và điện thoại. Hàng ngày thì phụ huynh sẽ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để trao đổi tình hình sức khỏe của con em mình qua nhóm Zalo của lớp, điện thoại trực tiếp hoặc qua nhóm Zoom trực tuyến để cùng có biện pháp ứng phó kịp thời khi có các trường hợp xảy ra. Để trẻ có một sức khỏe tốt và phát triển toàn diện theo lứa tuổi, rất mong các bậc phụ huynh cùng chung tay làm tốt các biện pháp chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.